kem cô nê có phải kem trộn không? Là câu hỏi mà nhiều chị em quan tâm. Cũng bởi lý do là kem này xài dưỡng da hiệu quả lắm, da trắng khá nhanh và đẹp mịn nữa, nên nhiều chị em cũng hơi lo lắng. Ai cũng muốn đẹp nhanh nhưng cũng phải an toàn nữa. Vì đẹp được mấy tháng rồi sau đó da xấu đi, sạm, nổi mụn, chữa trị nhiều năm không khỏi thì mất hết cả tuổi thanh xuân, giai đoạn đẹp nhất của đời người phụ nữ. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Hiện nay, trên thị trường vấn đề kem trộn đang trở thành nỗi lo của nhiều chị em. Bởi tác hại của việc sử dụng kem trộn khiến da chị em trở nên tồi tệ đi. Với kem dưỡng da Cone, chúng có tác dụng trong vòng 1 tháng. Nên nhiều chị em nghĩ dùng kem dưỡng da này là kem trộn là điều không tránh khỏi. Nhưng câu trả lời là không, kem Cone chính hãng hoàn toàn không phải là dòng sản phẩm kem trộn. Bởi dùng kem dưỡng này đều được làm từ các thành phần tự nhiên. Chúng không chứa các thành phần làm bào mòn da như corticoid. Kem hoàn toàn lành tính chủ yếu từ tinh chất và dưỡng chất tự nhiên như olive, hoa anh đào, tinh chất ốc sên hay bột ngọc trai, tạo nên nhóm vitamin nhằm phục hồi cung cấp dưỡng chất cho da và tái tạo da hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, dòng kem Cone là sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp hiện đại, được nghiên cứu và trải qua nhiều quy trình kiểm định nên chúng hoàn toàn lành tính và không gây hại cho da. Kem dưỡng này không gây ra bất kỳ tác dụng phụ hay kích ứng da. Tuy nhiên, sử dụng dòng sản phẩm dưỡng da Cone chính hãng mới mang lại hiệu quả tốt. Còn những sản phẩm được làm giả làm nhái trên thị trường thì rất có thể là dùng kem trộn. Họ sử dụng các chiêu trò rất tinh xảo để làm ra sản phẩm giả mà mắt thường không thể phân biệt được. Do vậy chị em nên cân nhắc khi mua sản phẩm kem Cone để sử dụng. Kem Cone hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem Cone hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.